xin giới thiệu với các bạn một bộ dây làm khóa Smart Key mới nhất năm 2017. Mà cái này là nó mới vừa ra đời thôi, thay thế cho cái phiên bản cũ mà mình đã ráp trên chiếc Vario trước đó. Bộ dây này được làm với chất liệu dây dẫn cực kỳ tốt, dây điện, vỏ bọc và các cái đầu cắm của nó. Nếu mà bộ dây này là bộ dây nó có hai, chia làm hai loại: dây cho xe trước năm 2000, sản xuất trước năm 2016, và dây cho xe Honda sản xuất năm sau năm 2016. Thì những cái xe Honda thế hệ mới sau này á, nó đều làm cái chất cắm ổ khóa dạng này, cắm ổ khóa dạng này. Còn xe Honda trước năm 2016 nó làm cái cắm ổ khóa dạng to như vậy, bốp xì dây. Cả hai bộ dây đều tương thích cho cả hai loại xe đó, và nó làm tối giản đến mức độ là chỉ có việc cắm và xài thôi, là plug and play đó. Trên ổ khóa mình nó có hai cái cổng, đó là cổng công tắc ổ khóa và cổng cho cái hệ thống đèn rọi ổ khóa. Thì bộ dây này nó có sẵn luôn, mình cắm vô đây, cắm vô dòng cái giắc đèn rọi ổ khóa ở đây, và một đầu nữa là cắm vô cái bộ xe nhận tín hiệu xử lý đây. Trên xe Vario thì nó làm sẵn cho mình cái giắc cắm tương thích luôn. Trên xe Vario đây là cái giắc cắm của đèn xi nhan, ở phía ngay cái đèn pha nó có hai cái giắc cắm như vậy. Thì mình rút cái giắc cắm đèn xi nhan nó ra, mình cắm hai cái đầu này vô, làm nối tiếp vô là xong. Hai đầu dây giắc cắm cho kèn báo, kèn kêu tít 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 á, đây được làm rất là tốt nha. Cái đầu cắm được làm rất là tốt, dây điện cực kỳ tốt luôn, sỏi sát luôn, chất liệu làm dây điện cực kỳ tốt, đầu cốt cũng cực kỳ tốt luôn. Đây là dây để nối mát, mình sẽ tìm một cái ốc mát sườn ở trên xe mình nối, chẳng hạn như trên chiếc S-Mod này thì mình đã nối mát vào đây. Và để nối mát trên cho thì rất là nhiều điểm để nối đây, hoặc là đây, là còn nhiều chỗ nữa đây để lấy mát xe nhiều lắm đây, miễn sao mình làm thấy phù hợp thôi, hoặc là nối trực tiếp vô cọc mát mình cũng được. Thì đây là chiếc xe S-Mod, xe này đời 2014 nên là mình xài cái bộ dây dắt to đây, và bộ khóa Smart Key được mình gắn lên rất là gọn, mình nhìn thấy là dây điện đi rất là sạch sẽ. Đây là hai cái cắm đèn xi nhan của nó, đây là ngõ ra để mình lấy cho cục pin to, được xài cái cắm đàng hoàng luôn. Đây là điểm lấy mát, đây là hai cọng dây để cắm vô cái đèn báo tít tít, được chờ sẵn. Đây là giắc cắm ổ khóa. Thì các bạn chỉ việc lấy cái bộ dây này cắm vào cái giắc khóa, rút cái giắc cắm này ra khỏi cái ổ khóa zin. Ổ khóa zin này, mình chỉ việc rút cái ổ khóa zin này ra. Đây là ổ khóa zin của xe S-Mod. Mình rút cái giắc cắm này ra, cắm cái bộ dây Smart Key mới vô đây. Rồi trên cái bộ dây đó cũng có một cái giắc cắm vô trong cái ổ khóa Smart Key mới luôn. Đây, đây là ổ khóa Smart Key, cắm vô đây đó. Rồi cái bộ IC nhận tín hiệu xử lý mình sẽ đưa nó xuống dưới này, ngay cái vị trí của cái bộ tìm xe zin. Đây là bộ tìm xe zin của xe S-Mod, nó nằm ở đây, đưa xuống nằm ở đây vừa vặn luôn đó. Tất cả các công đoạn làm rất là nhanh chóng, dễ dàng, không có cắt một cọng dây điện nào trên xe hết. Toàn bộ dây của nó đây các bạn, quá dễ dàng, những bạn ở xa có thể mua về tự làm được. Miễn là cái công đoạn mà mình chế cái ổ khóa này vô, chế cái ổ khóa này vô trong cái vị trí này, gắn vô mắt ốc vào đây là nó hơi khó tí thôi. Còn lại phần đi dây là cực kỳ dễ. Bộ dây này có sẵn các cái cầu chì bảo vệ luôn,
cầu chì. Hay là cái hộp mà chờ tín hiệu để làm lại chìa khóa, hoặc là mình mất chìa khóa mình nhập mật mã để mình đi đỡ. Khi ráp thì mình đã ráp thành công rồi đấy. Ok. Xe này có gắn luôn đèn SB70. Flashing. SB70 rất là sáng. Nói chung là rất là thành công với cái bộ Quartz Mackay này dành cho xe Honda. Thì nó tương thích với nhau hoàn toàn nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.